Cảm tạ ơn Chúa, Giáng sinh là mùa bình an, mùa của sự yêu thương và mùa của sự hy vọng. Và mỗi khi Giáng sinh về, chúng ta được ra mắt và chúng ta được ngợi ca thờ phượng chính Chúa Giêsu là đấng đã chịu Giáng sinh làm người. Chứ không phải là nhiều người cứ nghĩ là chúng ta cứ chào mừng ông già Noel, nhưng phải Chúa Giêsu mới là nhân vật chính của ngày Giáng sinh. Chúng ta hãy cùng đến để tôn thờ Chúa Giêsu. Amen. Sự bình an thì giờ này hãy kíp đến tôn thờ Chúa Giêsu là vua chúng ta. Thank you.
Chúa Giêsu vì Ngài đã đến và Chúa Ngài chịu Giáng sinh nơi mang chiên đầy hèn. Ngài chịu Giáng sinh nơi cô đơn nghèo nàn vì cớ yêu thương loài người chúng ta.